Ui, ông ơi cho tôi hỏi, hình như Mia dạo này bị giảm sức mạnh đi sao á? Yếu quá đi. Gì cơ? Ông bảo cái gì cơ? Yếu à? Ừ, thật thể bây giờ Mia kiểu cảm giác chẳng bắn được ai luôn á. Kiểu Big Brain thần thoại tạ vãi nồi. Hôm qua tôi gặp con Mia 4 trận, trận đảo Summer Love vì nó. Thật không bà? Bây giờ mà tôi chứng minh được cái con Mia nó vẫn còn mạnh thì ông định tính là như nào? Thì ông cứ thử chứng minh xem. Lại thích nhà nghèo húp tường. Easy. I am the lone shadow. Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Như anh em có thấy cái đoạn hội thoại đầu video clip ạ, là thật ra cái đoạn hội thoại đấy là có thật ạ. Bởi vì là có rất nhiều bạn fans có inbox cho Mỡ hỏi Mỡ rằng là: anh ơi, ở thời điểm hiện tại mặc dù con Mia được đánh giá rất cao ở trên cái bảng xếp hạng, nhưng em không thấy những cái youtuber hay những cái streamer hay là những cái người chơi nào sử dụng vị tướng Mia này ở trong những cái trận đấu rank cao như kiểu thần thoại, vinh quang thần thoại nữa. Và liệu rằng con Mia này nó còn mạnh không? Thì ở trong cái video clip này Mỡ sẽ chia sẻ cho anh em, đó là cái gameplay cùng với đó là cái góc nhìn của Mỡ về cái vị tướng xạ thủ Mia ở thời điểm hiện tại, giai đoạn giữa và cuối mùa giải thứ 18. Liệu rằng cái vị tướng này còn mạnh như là cái mùa giải thứ 18 lúc mới bắt đầu không? Tức là cái dự án Next lúc mới bắt đầu á. Thì ok, thì góc nhìn cá nhân, quan điểm của Mỡ khẳng định với anh em ở trong cái video clip này, Mỡ vẫn khẳng định rằng là Mia hiện tại đang là một trong những cái chất tướng xạ thủ thống trị meta mùa 18 và gánh team là rất ổn đó. Và Mia, Mỡ nghĩ rằng có lẽ nhiều anh em cho rằng là cái vị tướng xạ thủ này nó không còn mạnh nữa. Có lẽ rằng một phần là đến từ cái việc là anh em có thể thấy là cái chất tướng của cái vị tướng xạ thủ Mia này nó sẽ cần phải pha một chút xíu ở giai đoạn đầu game. Bên cạnh đó là cái vị tướng Mia này sẽ cần phải có cho mình một cái lối đánh phù hợp, một cái đường đi phù hợp và một cái lối trang bị phù hợp, thì may ra cái vị tướng này nó mới mạnh và nó có tầm ảnh hưởng ở trong cái trận đấu rank cao. Còn thì lên những cái trận đấu rank cao hẳn, ví dụ như là thần thoại, là vinh quang thần thoại, thì Mia sẽ thường là ít được pick hơn so với Roger, so với Yisanshin, là những cái chất tướng có cái khả năng chống chịu giao tranh mạnh ngay từ giai đoạn đầu game chứ không phải chờ đến level 4 đâu anh em ạ. Còn ở đây là Mỡ sẽ sử dụng cái vị tướng Mia đi rừng đảo cái nhẹ xuống đường dưới là đang có Benedetta cùng với đó là Ba Đàng. Mỡ đứng vào bụi để mà tránh đi lượng sát thương và cái sự chú ý đến từ các thành viên team bạn. Và Ba Đàng anh ta đang đấm Mỡ, nhưng anh ta mới chỉ có cái level 3, anh ta đã bị bay màu. Benedetta định ra cứu bạn nhưng Benedetta cũng sấp mặt lận luôn. Đó là cái double kill đến từ cái vị tướng xạ thủ Mia này. Thì một cái lời khuyên mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em để mà có thể chơi tốt được cái vị tướng xạ thủ Mia này, đó chính là anh em nên đi đường rừng anh em nhé. Ở trong cái video clip là Mỡ đã làm cho anh em xem rồi, là Mia ở thời điểm hiện tại cái ngưỡng sức mạnh của nó rất là lớn. Và nếu như mà được đi rừng lấy hai bùa, bùa xanh và bùa đỏ ấy, thì cái tầm ảnh hưởng của con Mia này, kể cả là về level, kể cả là về trang bị, nó sẽ tịnh tiến nhanh hơn rất là nhiều. Và như anh em có thể thấy, Mia hoàn toàn có thể đào đường đi ra từ bụi với cái chiều cuối dạng tàng hình và sau đó tung ra những cái kỹ năng khống chế dồn sát thương là rất khó chịu. Mỡ tàng hình lên ở trong cái tình huống này, hạ gục đi được đó là Esmeralda. Kadita có mặt ở đây, Hylod cũng có mặt ở đây, nhưng mỗi người thì một ngả và Hylod bị hạ gục bởi Kagura. Còn ở đây là Karita, cô ta có vẻ như là đã tẩu thoát được khỏi tình huống vừa xong rồi. Đó, anh em thấy không? Cái cách đi gank của Mia ở thời điểm hiện tại vẫn rất mạnh. Đó là chúng ta sẽ đứng ở trong bụi chó chân kẻ địch trước, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái chiêu cuối tàng hình á, áp sát kẻ địch chó chân chúng lại và sau đó là dồn sát thương đến từ những cái đòn đánh thương của mình. Và để mà cho Mia mạnh thì chỉ có một cái cách duy nhất thôi, đó là chúng ta phải đi farm lấy cho mình đó là cả ba bùa và có được cho mình những cái set trang bị sớm. Thì trong cái trận đấu này thì Mỡ sẽ mang đến cho anh em một cái gameplay của một cái vị tướng Mia full tốc đánh nha. Trang bị đầu tiên mà Mỡ lên sẽ là cái kiếm huyết linh.
cái nội tại của kiếm huyết linh đó là anh em mà chí mạng ấy thì anh em sẽ được tăng tốc đánh, và đó nó sẽ chí mạng nhiều hơn. Tiếp theo là cái trảm phong kiếm, và sau đó là cái chiến sư berserker, tiếp đến là cái có lẽ rằng là sẽ phải lên cái cung thần phong thật anh em ạ, bởi vì cái lượng sát thương đến từ con Benedetta và con bà đàng là không phải dạng vừa. Đó thì cái set trang bị của Mia mỡ xin để ở góc dưới bên trái để cho anh em có thể tham khảo. Với cách đi rừng của Mia thì rất đơn giản thôi, chúng ta ăn bùa xanh, chúng ta ăn bùa đỏ, chúng ta càn quét hết một vòng rừng, và sau đó chúng ta nhớ là chúng ta ăn rùa, rồi chúng ta sẽ xem cái thế lính ở bên phía đường của team bạn chỗ nào cao ấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ ra cái đường đó. Còn ở đây mỡ thấy đó là Hinata và Naruto anh em ạ. Ui, cặp đôi hoàn cảnh ở trong đó là truyện tranh Naruto. Và thôi, cái tầm này thì bay màu Naruto rồi, quyết định quyên sinh để cho Hinata có thể gọi là chạy thoát được khỏi cái lượng sát thương rồi và đi từ mỡ. Chơi game lại có cặp đôi anh em ạ, mê sướng vãi nổi. Mỡ ở thời điểm hiện tại phút thứ tư đã có cho mình đó là cái kiếm huyết linh nhảy vào đến từ vị trí của Esmeralda, nhưng cô ta chưa tính đam, mỡ có được cái mạng thứ năm rồi. Đến thời điểm hiện tại tôi xin tạm dừng bình luận trận đấu để mà chia sẻ với anh em rằng là ở thời điểm hiện tại anh em nghĩ rằng con Mia này nó khỏe hay yếu. Rõ ràng ở thời điểm hiện tại chúng ta có thể thấy rằng cái lượng sát thương dồn vào đến từ Mia ở khoảng giai đoạn đầu và giữa game với những cái phát bắn liên tục, ồ dĩ nhiên là có mạng của Benedetta trong cái tình huống này rồi, nhưng mỡ quên mất, mỡ không nói với anh em rằng Mia ở thời điểm hiện tại mỡ nghĩ cũng là một trong những cái chất tướng xạ thủ có thể gây sát thương nhanh nhất và nhiều nhất trong Mobile Legends. Anh em thấy không ạ? Những cái phát bắn của Mia ấy, nó sẽ được gọi là lồng thêm những cái phát bắn đến từ cái nội tại của cái cô nàng Mia này. Cho nên Mia ở thời điểm hiện tại là đang có cái dạng gọi là bắn một được hai. Khi mà cái nội tại của cái cô nàng Mia này được tích dồn cộng đủ đó là 5 cái stack. Và ở đây tàng hình ra, trói chân được Esmeralda và cô ta sẽ bay màu trong tình huống này, bởi vì sát thương dồn vào là quá nhiều và quá kinh khủng. Esme chỉ bay màu trong khoảng đó là 3 giây mà thôi anh em ạ. Lấy trụ kìa, ui nhảy ra đến từ Benedetta nhưng sát thương là không có. Mỡ đã có cho mình đó là cái level 7 tốc biến để gấp Benedetta lại, và đó là cái mạng thứ 8 của mỡ. Ui, nhưng cặp đôi Hinata và Naruto nó lại đi cùng nhau anh em ạ. Sát thương của hai đứa này là nhiều và mỡ yes, có được cái mạng của Karita, của ai đấy, của người chơi Hinata. Khi mà Naruto anh ta chỉ có thể cover được cho Hinata đến là như vậy thôi anh em ạ. Thôi, bỏ đi. Ê, chơi game mà cũng phải ăn cẩu lương anh em ạ. Đó là Hylos không thể bảo kê được cho Karita. Mỡ có được cái mạng thứ 9 ở trong cái trận đấu này. Đó, thì cá nhân mỡ cho rằng Mia cũng giống như Claude, cũng giống như Roger, đang là những cái chất tướng có khả năng đi rừng và dồn tài nguyên tăng cấp cái ngưỡng sức mạnh của cái vị tướng này là rất dễ dàng. Vì Mia rõ ràng là cái chất tướng xạ thủ thiên về late game, và Mia mỡ nói thật với anh em ý, về late game là hầu như nó không sợ bất kỳ một cái vị tướng xạ thủ nào luôn. Bruno á, dăm ba vị tướng đấy để cho cái con Mia nó tàng hình áp sát ý, nó kích được cái nội tại của nó lên 5 stack và sau đó nó bắn cho thì ui mê ly con chi chi luôn. Ok rồi, sẽ là tiếp tục càn quét một vòng rừng, lấy đi cho mình đó là bùa xanh cũng như là bùa đỏ. Đường dưới thì Benedetta cùng với đó là bà đàng đang đẩy vào lấy đi cho mình đó là cái đường dưới, nhưng mỡ thấy Benedetta ở đây, mỡ trói chân được hai thành viên, chiêu cuối của Benedetta được kích hoạt và mỡ đang dồn sát thương bay màu sát thủ team bạn và bay màu bà đàng team bạn luôn. Mỡ chỉ cần cái hiệu khống chế là quá đủ để mà có thể hạ gục đi được hai cái vị tướng vừa là đấu sĩ vừa là sát thủ có khả năng dồn đam cực kỳ kinh khủng ở trong Mobile Legends rồi. Đó anh em rõ ràng là Mia nhảy vào á. Ôi bạn tôi ơi, lại không chơi. Ê mà khoan, ôi thôi rồi Lượm ơi, tính sát thương là sai đến từ vị trí của mỡ. Và cái phát vừa xong thì Atlas cũng không còn gì để bảo kê mỡ cả. Mỡ phải bay màu trong cái tình huống và team bạn đang có 3 thành viên tập trung lại với nhau và hạ gục đi được mỡ mất rồi. Con hai lốt này nó lại còn cầm cả thanh tẩy anh em ạ. Vãi cái lông nách, team của mỡ trận đấu này còn bên mấy thần thoại 2 vinh quang, thần thoại 1 thì pick như tấu 2 anh em ạ. Rồi, ui bà đàng, anh ta tốc biến anh ta chạy nhưng anh ta bị trói chân đến từ Mia. Tầm này thì tử mỡ không sợ con Esme này, mỡ sợ cái cặp đôi kia cơ, nhưng rõ ràng là xong Esme không có ai cả và mỡ có được cái mạng thứ 13 trong cái trận đấu này. Anh em biết tại sao tình huống vừa xong mỡ lùi không? Bởi vì mỡ sợ sau lưng con Esme là có thằng Hylos với cả Karita. Cái cặp đôi đấy nó lúc nào cũng đi chung với nhau anh em ạ. Cứ thấy Hylos là thấy Karita, mà cứ thấy Karita ở đâu là thấy Hylos. Nhưng có vẻ như là cái cặp đôi hoàn cảnh này pick nhầm tướng rồi, bởi Karita chỉ là một cái chất tướng pháp sư mạnh ở khoảng giai đoạn từ đầu đến giữa game. Cuối game nó vẫn mạnh, nhưng với một cái con Mia có cái chiêu cuối dạng thanh tẩy và tàng hình như thế này thì Karita chắc cũng phải khép đít lẫy mỡ ở giai đoạn cuối game thôi anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ đứng đánh cùng với đồng đội của mình nha.
có, đó là cái vị tần Atlas đang bảo kê mức. Anh ta đang băng trụ trong cái tình huống này, anh ta rất muốn gặp một ai đó nhưng anh ta không đủ tầm. Team bạn đã lùi về được, mỡ trói chân trong hư vô nhảy ra đến từ vị trí của Hinata, đó là pha nghịch hơi ngu đến từ cái vị tướng pháp sư Đam Trực. Ơi ui, cái thông báo hiện lên, mỡ không nhìn được một cái gì cả, vợ bay màu trong cái tình huống ngưng xong. Ê, chơi game mấy cái thông báo này nó hiện ra to vãi nồi anh em ạ. Và đó chính là cái anh em thấy khổ không? Đâu phải anh em cứ nạp tiền vào là anh em sướng đâu. Cái khung đấy là anh em phải bỏ tiền ra để em có đấy. Trông là đẹp thật nhưng nó che hết toàn bộ những cái hoạt cảnh đến từ cái việc chúng ta đang giao tranh rồi. Có thấy cái gì đâu, cho nên là bay màu. Nhưng không sao. Quay trở lại đối với cái gameplay ở đây, mỡ hạ gục đi được Esmeralda, cần phải lùi về bởi vì Hylos và Katita tìm bạn đang lao lên. Hinata, cô ta sử dụng được cái chiêu cuối dạng lặn xuống nhưng sát thương của Hinata là hết. Mỡ có, đó là cái cung thần phong ở đây, hạ gục đi được. Ui, ơi thiếu đam Benedetta, ui, ui cái phát vừa xong lại thiếu đam, bùa đỏ không được kích hoạt trong cái tình huống vừa xong. Và Benedetta đã lùi được về thành công, đang có Hylos bảo kê, đang có đó là Atlas bảo kê mỡ. Và Hylos đang bị dồn sát thương, tầm này thì bố của Hinata cũng phải chạy thôi anh em. Và Naruto sống dậy, Hinata quay trở lại cứu Naruto. Nhưng đó là một cái pha cẩu lương hơi sai lầm đến từ vị trí của pháp sư cũng như là tanker team bạn. Cẩu lương này thì lên bảng cả đôi rồi anh em ạ. Ô, còn ai đây? Ui, Esme, tanker, ui, bắn cho chạy SML luôn anh em ạ. Ôi, và đây là ai? Và đây là ai? Benedetta đang dồn sát thương với hai bùa, nhưng cô ta dồn sát thương không phải mục tiêu, cô ta dồn không đúng rồi. Esmeralda bay màu, Benedetta bay màu, cái trụ nhà chính team bạn, đâu cái nhà chính team bạn còn 4.000 máu thôi. Nhưng ui, lao vào đến từ ba đang chưa kịp dựng tường ra, anh ta đã SML với 20 mạng hạ gục của mỡ rồi. Và cho đến thời điểm hiện tại, khi mà làm đến cái video clip này, mỡ khẳng định với anh em, Mia ở thời điểm hiện tại vẫn rất mạnh ở cái dự án Next, ở cái mùa giải thứ 18. Vấn đề ở đây do ít người chơi, đó là bởi cái con Mia này. Mỡ nghĩ rằng là nhiều người chơi đây cũng giống quan điểm giống mỡ anh em ạ, kiểu nó khỏe quá chơi auto win anh em ơi, chơi nó không có vui. Còn thì đúng, Mia ở giai đoạn cuối game là một chất tướng xạ thủ rất mạnh, bởi vì cái con Mia này nó có cái phép hỗ trợ thanh tẩy, nó có tăng hình, nó có thể chọn góc để vào giao tranh là rất dễ dàng, và cái lượng sát thương nó dồn vào. Anh em nhìn kìa, anh em nhìn kìa, bây giờ mỡ cần một cái thằng tanker nào cứng cứng có thể thử được đam của mỡ nha. Và dựng ở đây này, dồn sát thương này, 1 giây này, 2 giây này, chưa kịp 3 giây, hai lột bay màu quá kinh khủng, chỉ còn lại có cho mình đó là 4 thành viên team bạn đứng chơi chọi. Và một khi là mất tanker như thế này thì team bạn chơi được một cái lúc nách. Trận đấu này là team mỡ còn 3v5 nhà, chấp con Ngộ Không, chấp con Ben, nhưng vẫn là giành chiến thắng. Esmeralda gồng chiêu cuối, nhưng đó là một cái pha lao ra xin chết của cái cô nàng này. Mỡ có được cái mạng thứ 23, có được cái mạng thứ 24 đến từ Hinata, và end game ở thời điểm phút thứ 12 của trận đấu. Trên đây là toàn bộ cái video clip mà mỡ muốn mang đến và giải đáp cho anh em câu hỏi rằng liệu rằng Mia có còn mạnh nữa không. Và nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like và đăng ký kênh nhé. Bye bye anh em.